quý vị và các bạn khán giả truyền thân mến, chúng ta this đang đến với hình ảnh từ nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam. Hôm nay là ngày thi đấu thứ hai của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 Tôn Hoa Sen. Trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi giữa Chonburi của Thái Lan và đội tuyển Indonesia. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu, trọng tài thứ nhất là trọng tài Cơ Minh, trọng tài quốc tế của Trung Quốc, và trọng tài thứ hai là trọng tài Nguyễn Việt Hòa của Việt Nam. Đây là cuộc đọ sức giữa hai đội đã cùng giành được chiến thắng có tỷ số 3-0 ở ngày thi đấu đầu tiên. Và vì thế, đội bóng nào vượt qua được đối thủ trong trận đấu này sẽ có ưu thế rất lớn để có thể giành được vị trí thứ nhất của vòng bảng sau khi kết thúc hai lượt trận. Đó là mục tiêu mà chắc chắn cả Chonburi của Thái Lan và đội tuyển Indonesia đều đề ra. Và chúng ta đang đến với hình ảnh của các cô gái đến từ Chonburi, Thái Lan. Huấn luyện viên Natapong Sri Samunak là một gương mặt rất quen thuộc, một người đã có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan và là một cộng sự không thể thiếu của huấn luyện viên nổi tiếng Thiaptipong. Còn đây là đội hình của đội tuyển Indonesia. Số 1 Beta Pankegista Yolana, số 8 Avrilia Ramat Sipia, số 10 Mankanang Aprilia Santini, số 9 Sansibila Nandita, số 14 Pagestuti Asititi và số 17 Andri Sari Maya Kuria. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indonesia là Ruri Iskandar. Còn đây là đội hình mà chúng ta sẽ được thấy huấn luyện viên Sri Samunak sử dụng. Số 12 cây chuyền 2 Fomla Soraya. Có hai ngoại binh được sử dụng là Man Chloe và số 19 Diop Niane. Apinyapong Vilawan sẽ là một trong những nhân tố không thể thiếu, và libero của Chonburi Thái Lan là Panoy Pianut. Đây là libero đang thuộc biên chế của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Và cũng không quá khi chúng ta nói rằng câu lạc bộ Chonburi Thái Lan lúc này có tới hơn một nửa đội hình của đội tuyển quốc gia. Đây là một trong hai đội rất mạnh của bóng chuyền nữ Thái Lan bên cạnh Bangkok Glass. Thực hiện quả phát bóng sẽ là Fomla Soraya. Trong trận đấu này, câu lạc bộ Chonburi của Thái Lan thi đấu trong trang phục áo xanh quần đen, còn trong trang phục màu đỏ là các cầu thủ đến từ đội tuyển Indonesia. Manganang là cái tên được nhắc tới, nhưng cú đánh vừa rồi của cầu thủ này không thể vượt qua được tay chắn của Diop Niane. Diop Niane mang áo số 19 cùng với số 15 Man Chloe là hai cầu thủ ngoại của Chonburi. Một người đến từ Mỹ và một người đến từ Pháp. Và sự có mặt của họ cũng đã mang tới một sự đa dạng và khó lường hơn cho lối chơi của đội bóng đến từ Thái Lan. Đường truyền tốt của Fomla Soraya dành cho Sitisas Pacharapon. Đường truyền ngược sau đầu ra vị trí số 2. Rất linh hoạt. Đó là pha xử lý của Indri Sari, số 17 bên phía đội tuyển Indonesia. Một cầu thủ có chiều cao tốt. Indri Sari cao 1m78, một trong hai cầu thủ cao nhất của đội tuyển Indonesia. Và đây cũng là cầu thủ có khả năng ngoại ngữ tốt nhất của đội tuyển Indonesia. Còn bật rất cao, và chúng ta vừa thấy ở hàng sau của Chonburi Thái Lan, cầu thủ mao số 17 rất tập trung. Trước khi có điểm thứ tư thì cầu thủ mang áo số 17 Noancham Wachalia đã có một pha cứu bóng rất hay.
3-4. Những diễn biến khá cân bằng trong thời điểm đầu trận. Hai cầu thủ ngoại cùng có chiều cao tốt và ở vị trí đối cầu. Đang có một sự linh hoạt trong việc phân phối bóng tới các vị trí dứt điểm. Mặc dù tỷ lệ chính xác trong những pha bóng vừa qua của Chonburi Thái Lan chưa thực sự cao. Chúng ta chủ yếu thấy những pha chắn bóng và sự xuất hiện của hai cầu thủ ngoại, trong khi đội trưởng Villavan chưa có nhiều những pha dứt điểm. Vừa rồi là pha ghi điểm của số 15, Man Chloe, cầu thủ sinh năm 1990 và có chiều cao 1m89. Không vượt qua được tay chắn của Chonburi. Với chiều cao 1m89 và khả năng theo bám chắn tốt, Diok Nyane đang là một trong những cầu thủ ghi điểm nổi bật và cũng không thể vượt qua được tay chắn của Man Chloe. Đội tuyển Indonesia đang cố gắng linh hoạt cách đánh của mình. Họ có cả những pha tấn công ở vị trí số 4, tấn công ở vị trí số 2 và từ sau vạch 3m nhưng đều chưa vượt qua được tay chắn của đối phương. 7-4. Tuyệt vời. Một pha phối hợp mà Villavan đã di chuyển vào vị trí số 3 để đánh bóng. 8-4. Đây là pha bóng được tổ chức tốt nhất của câu lạc bộ Chonburi kể từ đầu trận. Và người đã dứt điểm thành công đó là Villavan Apinyapong. Một đường chuyền cực kỳ ăn ý của Fomra Soraya dành cho người đội trưởng của mình. Đây là một pha bóng đáng để học tập cả trong cách thức tổ chức và tốc độ triển khai. Lần hội ý kỹ thuật đầu tiên trong set đấu này và ưu thế dẫn điểm đang thuộc về các cô gái đến từ Chonburi của Thái Lan. Tầm đánh thấp hơn đang là một hạn chế của đội tuyển Indonesia, nhất là khi Manganang chưa ghi điểm nào kể từ đầu trận. Vẫn chủ yếu là những pha ghi điểm ở vị trí số 3 của đội tuyển Indonesia. Lúc này thì đội bóng áo đỏ đang tập trung cho những pha xử lý ở giữa lưới. Liệu đây có là cơ hội ghi điểm cho các cầu thủ Chonburi Thái Lan? Khả năng quan sát tốt và pha đẩy bóng về phía cuối sân vừa rồi là sự khác biệt. Điểm 9-5. Sức bật rất tốt. Đó là pha bật không cần nhiều đà. Dù chỉ có chiều cao là 1m70 và sức bật không phải là quá ấn tượng so với các chủ công khác, nhưng bù lại thì lực bả vai trong những cú đập của Manganang lại rất ấn tượng. Và điều đó mang tới uy lực cho những pha đập bóng của chủ công này.
hàng sau của câu lạc bộ Chonburi Thái Lan đang thi đấu rất hay. Mặc dù đội trưởng Villawan vừa rồi không thể cứu bóng và điểm cho đội tuyển Indonesia, nhưng chúng ta có thể thấy là trong rất nhiều những pha đập bóng của đối phương thì nếu vượt qua được hàng chắn, hàng sau của Chonburi Thái Lan vẫn có thể phòng thủ và mở ra những cơ hội để tấn công. Rất tốt. Chúng ta cần nhiều hơn những pha bóng như vừa rồi của Mankanang. Và trận đấu rõ ràng cũng vì thế mà trở nên hấp dẫn hơn. Thế đôi công và dứt đuổi tỷ số đã được thiết lập lại. Lần này sức bật rất tốt. Sự không hiểu ý nhau của các cầu thủ ở hàng sau bên phía đội tuyển Indonesia. Huấn luyện viên Rudy Iskandar đã xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Trong ít phút đã qua thì khả năng tấn công của đội bóng này đã bắt đầu trở nên biến hóa hơn. Chúng ta thấy Mankanang có những pha di chuyển và dứt điểm khó lường hơn cho hàng chắn của đối phương. Nhưng họ cần phải tập trung trong việc xử lý bước một và phòng thủ ở hàng sau. Quả thật là Villawan có lối đánh rất kinh nghiệm và tinh quái. Một cầu thủ có hơn 15 năm thi đấu cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Thái Lan, đã trải qua rất nhiều những cấp độ thi đấu, tranh tài tại các giải đấu lớn. Điều đó mang tới một bản lĩnh kinh nghiệm dày dặn. Việc đưa chủ công đội trưởng Villawan cùng với hai cầu thủ ngoại có khả năng thi đấu và hòa nhập rất nhanh vào lối chơi của toàn đội cho thấy tham vọng của câu lạc bộ Chonburi Thái Lan tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 Tôn Hoa Sen. Pha xử lý từ bước 2 không phải lần đầu tiên kể từ đầu trận, nhưng lần này mới là điểm thành công. Và xử lý rất tốt của Beta Vangestika Yolaya. Chắn bóng không thành công. Vừa rồi hướng chắn của Mankanang bị hướng ra ngoài. Mankanang chủ động đánh bật chắn. Quan sát pha ghi điểm vừa rồi, chúng ta có thể thấy là Mankanang đã rất chủ động trong bước vào đà ở pha xử lý số 4 vừa rồi. Ưu thế trên lưới rõ ràng thuộc về Diop. Tên đầy đủ của cầu thủ mang áo số 19 là Diop Fatoniane. Cầu thủ sinh năm 1985, có chiều cao là 1m80. Bóng ngoài và đánh dưới tầm bóng. Đây là thời gian hội ý kỹ thuật lần thứ 2 trong trận đấu này. Và một ưu thế lớn hơn về điểm số đang được tạo ra cho các học trò của huấn luyện viên Natapong Srisamunak.
Đây là trận đấu có cuộc đọ sức giữa hai cầu thủ đã ghi điểm tốt nhất ở ngày thi đấu đầu tiên. Manganang của đội tuyển Indonesia ghi được 18 điểm và một cầu thủ cũng đã có được 18 điểm ở ngày thi đấu thứ nhất là Diop Nyane của Chonburi, Thái Lan. Lúc này thì cuộc đua tranh để bắt đầu cho những danh hiệu cá nhân tại giải đấu năm nay cũng đã được các cầu thủ đua tranh quyết liệt hơn. Bóng đã chạm vào sân. Điểm cho đội tuyển Indonesia. Khi cần thì Manganang vẫn là niềm hy vọng để ghi điểm. Vừa rồi là một pha xử lý lỏng tay. Câu trả lời của Willawan cũng là một pha xử lý kỹ thuật. Hai cầu thủ số 10 của hai đội đang thi đấu nổi bật trên sân, loại được tay chắn của đối phương. Thực sự là Willawan xử lý rất tinh tế. 18-10. Đội tuyển Indonesia đang cố gắng để sử dụng những pha tấn công biên và đánh bật tay chắn của đối phương. Ngoại trừ một cầu thủ có khả năng đập bóng và sức bật tốt như Manganang, các cầu thủ khác rất khó để có thể vượt được tay chắn của đối phương. Và phát bóng của Willawan. Cứu bóng thành công. Cơ hội ghi điểm cho câu lạc bộ Chonburi. Lần này đường truyền sau đầu của Fama Soraya là hơi quá so với tầm vào đà của đồng đội. Qua cả tầm với của Man Chloe, cầu thủ cao 1m89. 12-19. Một lần nữa, trong vòng có 2 phút là 2 pha xử lý liên tiếp. Và lần này quyết định đổi hướng tấn công. Chuyền bóng ra vị trí số 4 cho cầu thủ mang áo số 7 Pacharapon dứt điểm. Hai pha chuyền bóng cho Man Chloe của Fama Soraya trong vòng có 2 phút chưa thực sự phát huy tác dụng. Đập bóng tốt, nhưng vừa rồi thì điểm rơi lại không chính xác. Một thoáng quan sát rất nhanh và quyết định chuyền bóng vừa rồi của cây chuyền 2 bên phía đội tuyển Indonesia đã thực sự tạo ra được bất ngờ cho hàng chắn của đối phương. Chỉ có điều là cú đập bóng của người đồng đội lại không mang lại điểm số. Rất linh hoạt, pha ghi điểm của Indri Sari Kunia. Tên đầy đủ của cầu thủ ma số 17 có rất nhiều ký tự. Indra Sari Maya Kunia, cầu thủ sinh năm 1992 và có chiều cao là 1m78. Người đập bóng hay và phòng thủ hàng sau cũng rất hay. Chúng ta chờ xem vẫn là Manganang hay không.
vừa rồi là pha bóng ở vị trí số 3. Và đối công rất hấp dẫn. Trọng tài quyết định cho điểm đội tuyển Indonesia 15-20. Không phải là một đường chuyền quá thuận lợi, bóng hơi xoáy và không ổn định. Nhưng Maganang vẫn xử lý rất khéo. Nhưng quả phát bóng sau đó thì lại không tốt. Acharapon vào sân. Số 18 của câu lạc bộ Chonburi vào sân để thay số 7 Citysas Acharapon. Sau mỗi lần điều chỉnh của huấn luyện viên Rudy Iskandar thì đội tuyển Indonesia vẫn thường cải thiện được những điều mà họ đã mắc phải, đặc biệt là trong việc điều chỉnh bước 1 trước một đối thủ có lối đánh toàn diện và cũng rất đa dạng. Không dễ để cho đội tuyển Indonesia có thể nghĩ tới một set thắng, đặc biệt trong set đấu đầu tiên này. Nhưng ít ra ở khía cạnh ghi điểm họ cũng đang thể hiện tương đối tốt. Pha xử lý không thành công của libero bên phía đội tuyển Indonesia. Đó là pha xử lý của Ulandari Dewi. Sức bật rất tốt và có điểm dừng trên không. Không nhiều các vận động viên bóng chuyền nữ có sức bật và điểm dừng trên không tốt như thế này, giống như Maganang vừa trình diễn. Vẫn còn. Hướng chắn ra ngoài. Đó là pha chắn bóng không thành công của Diok Nyane. Rất linh hoạt. Lối đánh của Diok Nyane không tốn sức. Chonburi là một đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu của bóng chuyền nữ Thái Lan. Và họ cần có những nhân tố mới cho những giải đấu mang tầm châu lục. Hai đội bóng hàng đầu của bóng chuyền nữ Thái Lan trong khoảng hai mùa giải trở lại đây chính là Bangkok Glass và câu lạc bộ Chonburi. Không chỉ có những tuyển thủ quốc gia trong đội hình mà đội bóng này cũng cần tìm tới những phương án mới. Trong khoảng gần 2 tháng hòa nhập thì Diok Nyane và Man Chloe đã mang tới những hướng tấn công mới cho câu lạc bộ Chonburi. Thực hiện quả phát bóng cho đội tuyển Indonesia đó là Indri Sari Mayakunia. Tiếp tục là Willavan. Với sức bật tốt và khả năng quan sát, Maganang vừa rồi không cần tung ra một cú đập mạnh nhưng vẫn ghi điểm.
hoan hô màn cờ nàng. Đây là những phút mà số 10 của đội tuyển Indonesia đang tỏa sáng. Bây giờ thì huấn luyện viên Natapong Srisamunak đã phải xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Và bóng hoàn toàn vượt được tay chắn của đối phương. Với pha xử lý chéo sân vừa rồi, có lẽ phải là một pha chắn 3 mới đủ. Đúng là không dễ để có thể vô hiệu hóa một cầu thủ chủ công, có sức bật và khả năng đập bóng tốt như Mankanang. Điểm số trong set đấu này đang là 20-24. Quyền phát bóng thuộc về đội tuyển Indonesia. Nhưng câu lạc bộ Chonburi cũng đang tới rất gần với chiến thắng ở set đấu thứ nhất. Nhất là khi họ có Willawan trong đội hình. Willawan chủ động đánh bật chắn. Và 25-20 là tỷ số của set đấu đầu tiên. Với chiến thắng thuộc về câu lạc bộ Chonburi của Thái Lan. Gắn kết từ là tỷ số của set đấu thứ nhất trong một chiến thắng mà các cô gái đến từ Chonburi của Thái Lan đã có một thế trận tương đối dễ. Mọi mũi tấn công của Indonesia trong set đấu thứ nhất vẫn là tương đối đơn giản và dễ bị bắt bài khi họ vẫn đang trông chờ vào Wang Nagang.
Trong khi đó bên phía Thái Lan, họ vẫn đang có rất nhiều sự lựa chọn ở hàng công. Đó là một ví dụ. Tình huống tấn công của Wacharia, trong khi họ vẫn có những Willavan, vẫn có hai ngoại binh Clawy và Diouf, đều là những cầu thủ có thể tấn công ở rất nhiều vị trí trên sân. Bước 1 không tốt. Một cơ hội dành cho các cầu thủ Thái Lan. Bóng đã chạm hàng chắn đi ra ngoài. Vẫn đang là chuỗi liên điểm của Chonburi. Soraya luôn rất tươi mỗi khi vào sân thi đấu. Soraya cùng với những Willavan hay là Acharapon là những thành viên của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Chính vì vậy mà Chonburi đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 Tôn Hoa Sen. Với những gì mà họ đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm qua, cũng như là những diễn biến trong trận đấu đầu tiên của trận đấu gặp Indonesia này đã nói lên điều đó. Đây là một trong những trận đấu rất đáng chờ đợi của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm nay. Trận đấu của những gương mặt đã rất nhiều lần chạm trán nhau ở sân chơi SEA Games. Bên cạnh đó là những tay đập chủ lực của cả hai đội. Willavan bên phía Chonburi và Wang Nagang bên phía đội tuyển Indonesia. Rất tốt. Đó là tình huống tổ chức đánh chiến thuật lao ngắn và dứt điểm ở vị trí số 3. Một trong những tình huống tổ chức tấn công gọn ghẽ của những cô gái bên phía đội tuyển Indonesia. 3 năm. Bước 1 tốt. Rất đáng tiếc cho Indonesia trong những tình huống qua lại vừa rồi. Họ đều là đội bóng có nhiều ưu thế và nắm thế chủ động và có cơ hội để dứt điểm. Nhưng tình huống phối hợp tổ chức tấn công là tương đối đơn giản và dễ bị bắt bài. Huấn luyện viên Sirisa Munak dù đang có được ưu thế dẫn điểm trong set đấu thứ hai này, nhưng ông vẫn xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật và đưa ra những chỉ đạo cho các học trò của mình khi các cầu thủ của ông đã có những chệch choạc ở những thời điểm đầu tiên trong chuỗi liên điểm vừa rồi của Indonesia. Ngày hôm qua thì nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam cũng đã ghi dấu một kỷ lục mới của các kỳ VTV Cup đã qua. Với sức chứa lên tới hơn 7.000 khán giả thì ngày hôm qua trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam gặp các cầu thủ Giang Tô Trung Quốc, nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam đã không còn một chỗ trống. Và đó là một trong những trận đấu có đông khán giả nhất từ trước thế này. Không thành công. Vẫn đang có những chệch choạc nhất định
ở những tình huống tổ chức tấn công của Chonburi, Soraya vẫn đang có phần lạc nhịp so với những bước vào đà của hai ngoại binh, đó là Chloe và Diop. Đánh bóng tốt. Wachalia cho tới thời điểm này vẫn đang là cái tên thi đấu tốt nhất ở những tình huống trên lưới bên phía Chonburi, chứ không phải là những Ilavan hay là Chloe. Một pha tổ chức tấn công đẹp mắt của các cầu thủ áo xanh. Một pha chuyền bóng nhú rất vừa tầm. Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam được xây mới và đang là một trong những nhà thi đấu hiện đại cùng với sức chứa có thể nói là lớn nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Khoảng 7.500 chỗ ngồi. Không thể cứu bóng thành công. Hàng sau với sự góp mặt của Wang Nagang đã không thể hỗ trợ thành công cho đội tuyển Indonesia trong tình huống vừa rồi. Đổi điểm và quyền phát bóng về cho Thái Lan. 9-5. Sau vạch 3m. Chưa thể có điểm. Đó là câu trả lời. Trước đó là Wang Nagang và sau đó là Diop. Nhưng số 19 bên phía Chonburi đã không thể dứt điểm thành công ở tình huống dứt điểm sau vạch 3m vừa rồi. Tầm vào đà và dáng rất đẹp của Diop. Nhưng đáng tiếc là bóng đã không đi qua lưới. Rất uy lực nhưng hàng chắn của Chonburi với sự đeo chắn của Wachalia và Diop đã phán đoán rất tốt trong pha đập bóng vừa rồi của Sifa. Phải đến khi chuyển sang góc tấn công mới thì Indonesia mới có điểm. Liên tiếp như ở những tình huống trước đó, Indonesia tổ chức tấn công với những miếng đánh chuyển ra vị trí đánh biên số 2 nhưng đều bị bắt bài và thậm chí còn bị đeo chắn. Thế trận trong trận đấu thứ hai này có phần cân bằng hơn. Cơ hội dành cho Indonesia.
lần thứ hai gần như liên tiếp các cô gái của đội tuyển Indonesia đã mắc lỗi chạm lưới trong set đấu này. Hàng trên của Chamri đang có hai gương mặt ngoại binh Diop và Chloe, những cầu thủ có chiều cao tốt và khả năng chắn bóng có thể nói là xuất sắc nhất của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup cho tới thời điểm hiện tại. Sifia đã quay trở lại sân. Không thực sự hiểu ý nhau trong pha tổ chức tấn công vừa rồi và ăn điểm ngay ở bước hai của các cô gái Indonesia 11-14. Chúng ta cùng xem lại tình huống lựa chọn rất thông minh trong pha đánh vừa rồi. Với chiều cao 1m89 thì Chloe đang thực sự là một mối đe dọa thường trực ở vị trí trên lưới bên phía Chonburi. Tấn công tốt. Tình huống di chuyển đánh chiến thuật ở vị trí số 2. Một pha phối hợp tấn công rất nguyễn của đội tuyển Indonesia, bóng đã chạm chắn số 7 bên phía Chamri Thái Lan, đó là Pacharapon. Nhưng ngay lập tức đó là câu trả lời, vẫn cứ là Chloe. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Gu Minh, trọng tài người Trung Quốc. Vẫn đang là những nỗ lực bám đuổi về mặt tỷ số của đội tuyển Indonesia.
vẫn chưa thể tìm ra phương cách để có thể đánh chặn và ngăn chặn những tình huống tấn công của Diouf và Glory. Ít phút vừa qua đây lại đang là những cái tên ghi điểm chủ yếu ở phía hàng chuyền của các cầu thủ Chambéry. Vẫn đang phải chịu một khoảng cách về mặt tỷ số lên tới 4 điểm và các cô gái Indonesia vẫn chưa thể rút ngắn. Trong khi đó thì set đấu thứ hai cũng đang trôi dần về những điểm số cuối cùng. Cần một chút bất ngờ và đột biến ở thời điểm còn lại. Thế nhưng từng vị trí trên sân của Chambéry vẫn đang có được sự ổn định. Gần như mỗi lần dứt điểm là Diouf lại có điểm trong những phút vừa qua. Tầm bật nhảy của Diouf là 3m20 và là một trong những cầu thủ có bật nhảy cao nhất tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VDV Cup năm nay. Chính vì vậy mà chúng ta thường được thấy những pha đánh trên tầm chắn mà Diouf dành cho hàng chắn của đối phương. Với việc tịnh tiến về mặt điểm số như thế này thì có lẽ rất khó để cho Indonesia có một set thắng ở hiệp đấu thứ hai này. Bóng đã không qua lưới trong tình huống vừa rồi. Lỗi dính bóng ở tình huống vừa rồi. Chắn bóng ra ngoài. Chỉ có một mình Diouf tham gia bám chắn trong tình huống vừa rồi. Nhưng suýt chút nữa thì Diouf cũng đã thành công. Không có cơ hội để cản phá. Những vị trí đánh biên ở vị trí số 2 của Diouf vẫn đang cho hiệu quả rất cao. Cơ hội. Bóng vẫn trong cuộc.
Cơ hội lần thứ hai dành cho Indonesia không thành công. Lần thứ ba dứt điểm và đó làm tình huống bóng trong sân. Mang Ganang đã là người mang về điểm số trong tình huống vừa rồi cho các cô gái Indonesia. Mười tám hai mươi hai. Chắn bóng tốt. Khả năng phòng thủ trên lưới của Thái Lan cũng là một trong những yếu tố giúp cho họ đang có được những ưu thế về mặt điểm số trước Indonesia. Không qua lưới. Đang rất cần điểm nhưng các cô gái Indonesia cũng không thể tự mình chất chiêu những điểm số mà rất khó để có thể có được trước đối phương trong set đấu này. Điểm quyết định của trận đấu rồi. Tấn công tốt. Nhưng bây giờ là cơ hội để có được điểm số quyết định của set đấu thứ hai dành cho Chonburi. Hãy chờ xem cái tên nào được lựa chọn. Bóng ngoài cũng không cần phải đến một tình huống tổ chức tấn công từ phía Chonburi. Indonesia thực hiện quả phát bóng thứ hai hỏng liên tiếp ở những thời điểm quyết định. Hai mươi lăm hai mươi cũng là tỷ số của set đấu thứ hai. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này, Tuôn Hoa Sen.
và đội tuyển Indonesia đã bước ra sân để sẵn sàng cho set đấu thứ ba. Hai set đấu trước, chiến thắng cùng với tỷ số 25-20 đã thuộc về câu lạc bộ Chonburi của Thái Lan. Đó là một lợi thế rất lớn để đội bóng này hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 Tôn Hoa Sen. Hai set đấu trước gần như đều kết thúc cùng với một kịch bản, đó là chiến thắng cho đội Chonburi, đội bóng thi đấu đa dạng hơn. Trong khi đó thì Indonesia vẫn đang trông chờ vào khả năng ghi điểm chính của Manganang. Acharapon đã được đưa vào sân từ cuối set đấu thứ nhất. Lúc này thì Acharapon và chủ công Willawan cùng với số 19 Diop và số 17 Nuancham Wachalia là những người phụ trách tấn công. Trong hai trận đấu thì huấn luyện viên Natafong Srisamunak luân phiên sử dụng Phomla Soraya hay Thivimon ở vị trí chuyền hai. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho Chonburi 2-1. Chân bóng ra ngoài. Hai đều. Chúng ta ở góc quay này có thể thấy cả bước vào đà và độ dừng trên không của Manganang. Bóng bật chắn ra ngoài. Và điểm cho đội tuyển Indonesia. Xử lý trong tư thế với và đánh bóng dưới tâm. Bóng đi không chính xác. 4-2 cho câu lạc bộ Chonburi. Đúng là với sự linh hoạt và khả năng xử lý trên lưới của Diop cũng như cầu thủ số 15 Man Chloe thì câu lạc bộ Chonburi có nhiều phương án hơn và họ linh hoạt trên lưới hơn. Tầm đánh cao là một ưu thế lớn để chiến thắng trong các pha bóng tranh chấp trên lưới. Quá khó cho đường chuyền vừa rồi của Phomla Soraya. Chắn bóng tốt. Matt Chloe và Fala Soraya đã có một pha chắn đôi thành công. Trước đó thì Fala Soraya đã có một đường truyền không thực sự phù hợp với cả bước di chuyển của Acharapon cũng như Villavan. Nhưng dù sao thì đội bóng này cũng đã có được một pha tổ chức bám chắn tốt để ghi điểm. Và ngày hôm nay thì đó không phải là những tình huống duy nhất của Soraya. Tiểu Hiền xin nhận xét như thế nào về phong độ của Soraya cho trận đấu này kể từ những thời điểm đầu tiên của trận đấu thứ nhất? Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Natafong Srisamunak đã phải tung cả Thivimon vào sân. Và tôi nghĩ rằng đây là một trong những phương án thử nghiệm với lối đánh mới. Bởi dù sao, ngoại trừ những gương mặt đã quen thuộc như Willawan hay Acharapon, thì Phomla Soraya cũng phải làm quen với cách di chuyển, cách dứt điểm của hai cầu thủ ngoại, và họ mới có khoảng gần 2 tháng thi đấu cùng với nhau thôi. Và tôi nghĩ cần phải có thời gian cho cây chuyền hai này để hiểu từng bước di chuyển và từng cách đánh của các đồng đội.
sự thay đổi người bên phía đội tuyển Indonesia. Cầu thủ vừa rời sân đó là số 8 Aprilia Rajma Sphia. Bóng giằng co và đây có là cơ hội ghi điểm của Chonburi. Với chiều cao của mình không cần bật quá cao nhưng Man Chloe vẫn là người chiến thắng. Quan sát hai cầu thủ ngoại của câu lạc bộ Chonburi, tôi nghĩ rằng là Diouf Niane là người có sự hòa nhập nhanh hơn và cầu thủ này có những bước vào đà gọn hơn, mặc dù Man Chloe là cầu thủ có chiều cao tốt hơn 1m89. Thì cả trong trận đấu ngày hôm qua cũng như ngày thi đấu hôm nay, Diouf vẫn đang là nhân tố ghi điểm nhiều hơn, và kể cả những pha phòng ngự ở chân lưới thì Diouf cũng đang tỏ ra nhỉnh hơn so với ngoại binh còn lại của Chonburi tại giải đấu năm nay. Acharapon với một pha xử lý kỹ thuật đã giúp cho câu lạc bộ Chonburi có điểm thứ 8 và bây giờ hai đội bước vào thời gian hội kỹ thuật đầu tiên trong set đấu thứ 3. Mangana ngày hôm nay cũng không có nhiều cơ hội để giành điểm và ghi điểm cho Indonesia khi mà những cầu thủ thi đấu trên lưới của Chonburi trận đấu ngày hôm nay thi đấu rất tốt và tập trung. Bên cạnh đó thì việc trông chờ quá nhiều vào duy nhất một cầu thủ như là Managang thì đó không phải là một lựa chọn hay. Rất dễ để có thể đoán được ý đồ và những hướng tấn công của Indonesia. Diouf đang là mưa làm gió ở vị trí đánh biên số 2 và rất nhiều lần cô đã ghi điểm với những miếng phối hợp tấn công như vừa rồi. Rất tốt nhưng bóng vẫn trong cuộc, đó là nỗ lực phòng thủ của Indonesia nhưng không có cơ hội để có điểm. Ưu thế trong tình huống vừa rồi vẫn đang thuộc về Chonburi. Thivimon đã linh hoạt và phán đoán rất tốt ở tình huống vừa rồi. Anh Kỳ Lân có thấy rằng là huấn luyện viên Natafong Suresamunak lúc này đã đưa Thivimon vào sân. Đúng là cần có những điều chỉnh ở vị trí truyền hai. Và thực ra tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội để cho câu lạc bộ Chonburi có thể thử hết các phương án tấn công của họ. Đúng vậy, Indonesia không phải là một đối thủ quá yếu và cũng không phải là một đối thủ có thể tạo ra những bất ngờ trước một thế trận như thế này.
Và đây là thời điểm mà huấn luyện viên của Chambri muốn có thêm những thử nghiệm và lựa chọn của mình. Đây mới là những lượt trận đầu tiên của giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 Tôn Hoa Sen năm nay. Một chặng đường dài và trước mắt thì cả hai đều đang có những tính toán để lọt vào top 4 đội dẫn đầu, và đó không phải là một mục tiêu quá khó nếu như với những gì mà chúng ta đã được trải nghiệm và cảm nhận trong ngày thi đấu thứ nhất của giải đấu năm nay. Cảm giác khi chứng kiến cuộc đối đầu giữa Indonesia và cả Chambri ở lượt trận thứ hai này, ngày thi đấu thứ hai của VTV Cup năm nay, thì cả bộ đôi Indonesia và Chambri Thái Lan vẫn chưa bùng hết sức, phải không chị Tiểu Huyền? Vâng, như anh Kỳ Lân cũng vừa nói, đây là một cuộc đua đường dài và mới ở lượt trận thứ hai thôi. Tôi nghĩ rằng phải tới vòng bán kết thì câu lạc bộ Chambri lúc đó với những phương án đã thực sự nhuyễn của họ sẽ thực sự chứng tỏ vị thế của một ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Những cú đánh nhanh của Diop, đây thực sự là một phương án tấn công mới và giảm tải sức tấn công cho Willawan cũng như Acharapon. Diop có sức bật, cũng có chiều cao và nguồn thể lực rất dồi dào. Mười ba chín. Sự không hiểu ý nhau giữa Thivimon và Acharapon. 10-13. Willawan đang động viên các đồng đội của mình. Vai trò của người đội trưởng vừa được phát huy khi mà hai người đồng đội trẻ vừa rồi đã không có sự phân công rõ ràng ở nhiệm vụ phòng ngự hàng sau. Phát bóng không qua lưới. 14-10. Sức bật rất tốt của Mankanang. Ở góc đánh số 4 thì những bước vào đà và tấn công của Mankanang trong những phút đã qua vẫn luôn làm khó được tay chắn của đối phương. Những pha đập bóng ở vị trí số 4 của Mankanang không đơn thuần là dùng sức, cũng có sự quan sát và xử lý khéo léo. Chắn bóng tốt. Pha chắn bóng thành công của Nandita Ayu. Một tình huống mà số 9 của đội tuyển Indonesia đã phán đoán rất tốt thời điểm nhảy lên bám chắn và ngăn chặn được pha đập bóng của Diop. Tầm đánh vừa rồi của Diop khá hạn chế, và vừa rồi thì Willawan làm nhiệm vụ đối chuyển. 13-14. Bóng không qua lưới trong pha đập bóng vừa rồi của Diop. Một phần là bởi tầm đánh thấp. Sau khi để cho các cầu thủ đội tuyển Indonesia rút ngắn điểm số 13-14 thì ông Natapon Srisamunak đã xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Có lẽ để ngắt sự hưng phấn ở chuỗi lên điểm của đối phương và nhắc nhở lại các học trò của mình. Bỏ nhỏ thành công, pha xử lý của Willawan. Xét về khả năng ghi điểm ở trận đấu này thì Willawan sẽ không bằng với số 10 đồng nghiệp bên kia lưới
làm ăn gan ngang. Nhưng chúng ta vẫn luôn thấy vai trò của một thủ lĩnh tinh thần mà Willian thể hiện. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Thi thoảng trong mỗi set đấu luôn có một thời điểm mà các cầu thủ Indonesia dường như bỏ quên nhiệm vụ bước một ở hàng sau. Rất khó hiểu. Một điểm dễ dàng. Và bây giờ là thời gian hội ý kỹ thuật lần thứ hai. 16-13. Nhìn nét mặt các cầu thủ Chonburi Thái Lan, chúng ta cũng có thể thấy được sự thoải mái. Lối đánh của họ cho đến lúc này vẫn mang tới hiệu quả. Đó là thế dẫn điểm trong set đấu thứ 3. Đội bóng này đang hướng tới chiến thắng. Còn chắn bóng tốt, người chắn bóng thành công là Willian. 17-13. Nandita chủ yếu có những pha bóng ở vị trí số 2. Và đúng là đội Indonesia vẫn trông chờ vào chủ công của họ và vẫn là Manganang ghi điểm. Cho dù là ở cầu sau thì Manganang vẫn là hướng ghi điểm chính. Sức bật rất tốt. Vào đà rất gọn. Pha xử lý của Acharapon đã vượt qua được tay chắn của đối phương. Chúng ta chưa được thấy nhiều những pha bật cao và đập cắm của Acharapon. Đây là một trong những chủ công có phong độ tốt của đội tuyển Thái Lan trong 3 mùa giải trở lại đây. Và có tới 2 năm liên tiếp Acharapon được bầu là chủ công xuất sắc của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2014 và 2015. Và tại cúp bóng chuyền nữ châu Á vừa qua năm 2016 thì Acharapon cũng là chủ công xuất sắc. Một đường chuyền rất phù hợp cho tầm đánh của Acharapon và khiến bóng đi cắm sang phần sân của đội tuyển Indonesia. Đây là bài tập mà Thibimon đã rất quen với bước vào đà của Acharapon. 20-15. Đó là pha bóng mà chúng ta vẫn muốn được thấy ở Acharapon. Và bây giờ thì đó là hướng dứt điểm chính của câu lạc bộ Chonburi. Khi mà Diop không hoàn thành tốt nhiệm vụ tấn công của mình thì câu lạc bộ Chonburi sẽ có những phương án khác.
bóng ngoài. 22-15. Đã có khá nhiều những pha ghi điểm sau vạch 3m của Manganang. Lần này thì cú đánh ở dưới tâm bóng. Quả phát bóng của Thivimon. Trong những thời gian có mặt trên sân thì Yolana cũng đã thi đấu tương đối hiệu quả. Thật khó để đòi hỏi cầu thủ này có thể phòng thủ được trước pha đập bóng vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha tổ chức tấn công. Thivimon chuyền bóng cho Diop. Đó là tỷ số của set đấu thứ 3. Và như vậy, sau 3 set đấu thì câu lạc bộ Chonburi của Thái Lan đã có được chiến thắng 3-0. Tỷ số các set là 25-20, 25-20 và 25-17 trước đội tuyển Indonesia. Và đây là chiến thắng thứ 2 cùng với tỷ số 3-0 ở hai lượt trận liên tiếp của câu lạc bộ Chonburi. Quý vị và các bạn thân mến, sau trận đấu chúng ta sẽ cùng đến với phần bình luận sau trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam.